Rồi, xin chào chị các bạn trở lại với channel ông xe hơi ạ. Mẫu này là mẫu khá ít về, còn là gặp cái thì em quay luôn trong hầm cho anh chị nhá. Còn nguyên băng dính còn chưa bóc ạ. Đây là mẫu Mazda 2 phiên bản Sport, ngoài ra còn gọi là bản Mazda 2 một đầu hatchback ạ. Thì đây là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ạ. Và là với bản Sport thì bên em chỉ bán bản cao cấp thôi, không có bản AT như bản 420 như là mình quay với bản sedan đâu ạ. Thì hai phiên bản bên em bán là 517 triệu đồng và là 562 triệu đồng. Cái mức chênh lệch ở giữa các phiên bản và so với phiên bản thấp nhất của dòng hai đầu nó cũng khá là cao ạ. Dụ so với bản thấp nhất thì là 420 lệch nhau đâu đó khoảng 100 triệu. Hay là hai phiên bản lệch nhau khoảng 50 triệu cũng cũng là một mức chênh lệch khá là lớn so với giá trị chiếc xe đâu đó khoảng gần 10%. Thì với mức giá khoảng hơn 500 thì mình có một mẫu xe như nào, đó là nó hơi tối cho em chút đó. Thì đây là bản một đầu, bên em mình nhìn thoáng qua ấy, thì trông nó cũng sẽ hơi ngắn hơn so với bản sedan một chút ạ. 517 triệu đồng, 517 triệu đồng và 562 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Tháng này thì bên em đang tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cho khách hàng mua xe. Ngoài ra thì với sự kiện 8 tháng 3 thì với những khách hàng là nữ thì bên em tặng thêm một gói voucher sơn phủ gầm. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị phim cách nhiệt bởi Luma của Mỹ, bên em bảo hành 5 năm ạ. Bọc vô lăng hay là visa, phụ kiện nhỏ nhỏ thì vẫn đầy đủ cho anh chị để mình cân đối tham khảo mua xe. Thì em cũng phải nhắc anh chị một chút ạ, cái Mazda CX-3, Mazda 2, CX-3, CX-30, những dòng xe nhập khẩu thì cái lượng xe nó cũng không phải là sẵn, cái giá bán nó phải thay đổi một chút. Tuy nhiên thì cái giá niêm yết gần như là nó sẽ cố định rồi. Mẫu xe này thì nó cũng rất ít về, nên là mình ra biển đâu đó khoảng gần 600. Rất là nhiều lựa chọn ở cái tầm giá này thì mình phải cân nhắc tham khảo thêm ạ. Rồi, với những anh chị mà lần đầu tìm hiểu video thì ở đây cái mặt ca lăng của Mazda 2 nó sẽ giống với bản sedan, hai phiên bản cao cấp, mặt lưới tản nhiệt, tổ ong, và nó khác với bản AT một chút, có thanh đỏ của ký hiệu phiên bản thể thao. Ngoài ra thì mình cũng có đèn LED định vị, đèn bóng bi halogen. Đây chúng ta vẫn có đèn xi nhan là đèn halogen thôi, đèn bóng bi led này. Mâm thì là mâm phai cắt ạ. Chỉ có phiên bản 420 thì em sử dụng mâm đúc thôi. Đây là cái dáng xe, chủ yếu là các chị thì sẽ thích cái dáng hatchback. Thứ nhất là nó nhỏ gọn mà nó cũng dễ đi, dễ lái. Cốp cơ ạ. Thì thật ra thì so với bản sedan thì cái cốp này nó sẽ không quá rộng. Đây, mình có một cái khoang thử tích cốp, nó hơi tối một chút nhé, anh chị thông cảm giúp em. Thì xe vừa về thì em cũng quay luôn, để còn chưa dọn rửa gì. Ok, mình đến khoang nội thất ạ. Toàn bộ là ghế da rồi, chỉnh điện có chỉ đỏ. Đây nhá, có chỉ đỏ ở đây ạ. Cruise control các thứ thì đầy đủ, làm thoại rảnh tay hay là điều chỉnh âm lượng thì trên vô lăng đã được tích hợp rất là nhiều rồi. Phanh tay thôi, vắt nhá, phanh tay. Điều chỉnh âm lượng này, điều chỉnh phím comment này trên màn hình này. Đây em sẽ đè nổ. Đây, ở đây là màn hình khởi động này, màn hình giải trí ạ. Có cảm ứng tuy nhiên thì nó hơi nhỏ một chút ạ. Mình điều khiển bằng nút comment như này. Đấy, điều hòa tự động. Đấy, điều hòa cơ thì nó chỉ trang bị trên bản 420 thôi. Đấy, gương chống chói thì cũng là gương chống chói tự động. Thì chỗ này nó là nỉ nha anh chị nhá. Cái ốp này thì nó là nỉ. Thì mình có thể cân nhắc tham khảo thêm. Với anh chị, đặc biệt là các chị thích mua dòng Mazda 2, có thể qua bên em xem xe trực tiếp đấy, vì cái mẫu xe này thật ra thì nó cũng không phải là lúc nào cũng cũng sẵn đấy. Với cái tầm tiền như này thì mình có thể cân nhắc tham khảo thêm cả Mazda CX-3.
550 thì mình bắt đầu mua được từ bản AT đến bản Deluxe rồi. Và bản Luxury của Civic 3 sẽ là suýt soát 600. Đó, nhanh về cái Mazda 2 phiên bản hatchback. Thật ra bản cao thì nó sẽ hơn một chút về cái tính năng option trên xe, đặc biệt là khoang nội thất, ví dụ như là ghế da, điều hòa cơ, Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Đấy, mặt ngoại thất thì mình có thêm đèn LED, lưới tản nhiệt, mâm phay. Gương sẽ là gương chỉnh điện có motor xương sống rồi. Bản kia thì chúng ta sẽ chưa có trang bị thêm gì cả. Đó. Thì vay trả góp thời điểm này cũng rất là rẻ. Mình có thể chuẩn bị trước vào khoảng 30% giá trị xe thì có thể lăn bánh ra đường rồi. Anh chị nhé. Anh chị cần tham khảo hay là tư vấn thêm, xem trực tiếp, alo trực tiếp các bên em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.